Alo, chào các bạn. Bây giờ mình Alo, chào các bạn. Bây giờ mình lại nói tiếp cái video về học làm quản lý một nhà hàng thức ăn nhanh ở Đức nha các bạn. Tức là customer system đó. Rồi mình dịch tiếp nè, bây giờ các bạn lại mở cái đường link ở dưới tiếp ha. Mình video này tiếp theo mình vẫn để cái đường link như vậy nha. Thì cái bạn nam làm quản lý cho cái cửa hàng McDonald's, bạn ấy nói á, làm việc với nhiều nhân viên người nước ngoài, mỗi người có một tính cách khác nhau, cho nên bạn ấy là phải là rất là có nhiều cái kinh cần nhiều cái kinh nghiệm và cần nhiều cái kiên nhẫn các bạn. Thì đó bạn Nam mấy bạn chia sẻ như vậy thì mình cũng nói sơ qua một chút đó là đó mình cũng nói với các bạn rồi, nhà hàng McDonald's ở Đức đó, là họ nhận rất nhiều người nước ngoài. Vì họ không cần bằng cấp đâu, vô làm thôi, họ chỉ cần mình nhanh nhẹn, siêng năng, làm việc tốt là được rồi, không cần bằng cấp đó. Còn những người quản lý như là bạn mà qua đây học đó, là sẽ cần bằng cấp đó, sẽ được đào tạo, có bằng cấp đương nhiên mình đào tạo ra rồi lương mình phải cao hơn những người này chứ đúng không? Thì người ta nói là nhà hàng bắt đầu đông khách rồi đấy, bạn Andika này là phải chuẩn bị làm rồi đấy. Thì đến đây thì các bạn sẽ thấy nó hiện lên phần là cái chữ info đó, có cái dấu chấm than màu đỏ, nó có vòng tròn dấu chấm than màu đỏ, info thì có nghĩa là những cái vấn đề mà người ta sẽ là thông tin cho mình á, đó là info. Thì người ta nói là để học cái nghề này á thì bạn cần có là cái tánh vui vẻ thân thiện, phải tập được cái tánh đó. Bạn phải là trang phục phải chỉnh tề nha. Thứ hai là bạn phải có năng khiếu tổ chức. Bạn là người quản lý mà, bạn phải biết tổ chức nhân viên, ai làm ca nào, bạn biết tính cách của mỗi người. Người nào ví dụ bạn sẽ phân cho người yếu, đào tạo cho người giỏi, làm gần người giỏi đó để họ tương trợ lẫn nhau, chứ mà một ca bạn phân toàn người dở sẽ có người, đương nhiên là sẽ có người làm hay hơn, một người làm nhỉnh hơn nữa, không ai có thể mà làm hoàn toàn giống nhau hết. Thì bạn phải biết để bạn phân ca cho họ làm sao cho hoạt động nhà hàng nó trôi chảy ha. Thì đó cho nên người ta bảo là mình phải có cái năng khiếu tổ chức. Thứ ba là bạn phải có cái năng lực tổ chức làm việc nhóm đó, giống như mình vừa nói đó, ngoài cái việc là tổ chức rồi mọi thứ rồi, bạn phải biết tổ chức họ làm việc nhóm với nhau nữa. Tại có những người các bạn biết rồi, con người mà tuổi hạp chị này tuổi không hạp chị kia ha, làm chung với chị này ca mà làm chung với chị này tuổi làm năng suất cao lắm, làm chung với chị kia hoặc anh nọ tôi không thích nha, năng suất tôi làm thấp lắm ha. Thì cái đó là bạn phải biết nha, bạn có là người ta đó, cho nên ở trong này họ nói là có năng lực tổ chức làm việc nhóm là chỗ này các bạn ha. Bạn phải biết tâm tính của cái người làm của mình á, là mình có thể phối hợp người nào làm với người nào cho tốt hơn nha. Bây giờ mình tra sang tiếp tờ thứ ba nha bạn. Rồi thứ tư á là bạn phải có kiến thức về thương mại đó. Thì nếu bạn có những bốn cái tố chất này á thì bạn đăng ký học nghề này được ha. Rồi người ta cũng nói luôn là muốn biết thu nhập của cái nghề này á thì bạn có thể bấm vô là trang mạng của họ là www chấm than x mark mít gì là chấm com, xmark chấm com đó. Ở trong cái đó họ có
đưa cái chỉ dẫn cái địa chỉ internet đó, bạn có thể bấm vào đó là bạn sẽ nhìn thấy cái thu nhập của học cái nghề này ra thu nhập là bao nhiêu ha. Bây giờ chúng ta sang một đoạn khác. Bây giờ người ta quay một bạn gái khác cũng bạn người ta nói giống như bạn Anika thì bạn Vera Schuyler này. Bạn này là 23 tuổi, bạn này đang trên đường lái xe đến nơi làm việc. Thì bạn cũng biết rồi á, chúng ta qua đây là du học nghề. Du học nghề là chúng ta vừa học và vừa làm. Chính vì vậy, chúng ta không phải trả tiền chi phí cho việc học nghề mà chúng ta còn được cái lương. Đó. Nha, 3 năm học nghề các bạn luôn luôn có lương. Nha, lương nó có đóng đầy đủ bảo hiểm, kể cả bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm hưu trí nha. Thì giờ bạn Vera sẽ là cũng phải học tất cả những công việc ở một nhà hàng, cũng là thuộc một nhà hàng chuỗi thức ăn nhanh, cũng hệ thống chuỗi thức ăn nhanh. Thì chuỗi thức ăn này á, cái nhà hàng này á, là ở trong nằm có hệ thống của các nhà hàng, họ chỉ mở ở những nơi dọc theo các đường cao tốc đó, thì ở Việt Nam mình gọi là trạm dừng chân đó các bạn. Đó. Thì các bạn bấm ngưng một chút mình trao đổi thêm ha. Nếu chúng ta qua đây học á, thì chúng ta nên học ở những nhà hàng nằm trong thành phố vì nó tiện lợi hơn. Mình không có biết lái xe đó, mình không thể nào mà chạy xe, xách xe mà chạy lên đường cao tốc để chạy vô cái nhà hàng này làm được, nghe không? Thì mình sẽ học ở những thành phố lớn thôi. Đó. Thì như vậy á, cái sinh hoạt của mình nó cũng tiện hơn, nha. Mình đi làm cũng tiện hơn. Mình nghĩ là người ta cũng không thể đưa bạn qua học những cái nhà hàng nó nằm trên trạm dừng chân cao tốc này được đâu. Không biết lái xe làm sao đi ra đây được, ha. Đó. Mình nói qua để các bạn biết nha, là ở trên đường cao tốc ở Đức giống như Việt Nam có rất nhiều các nhà hàng, kể cả nhà hàng McDonald's của bạn kia cũng có nữa, đó, nằm dọc trên đường cao tốc. Bởi vì đường cao tốc ở Đức đó là nó phát triển lắm, cho nên là đường cao tốc nào cũng có chuỗi nhà hàng nó nằm dọc đó hết á, nó cũng bán cà phê thức ăn nhanh nó bán hết á, ha. Là có cả có những khách sạn cũng nằm trên đường cao tốc nữa, giống như là bạn nghe bài mà Hotel California đó, cái hotel đó nó cũng nằm trên đường cao tốc hay sao đó nha. Rồi mình dịch tiếp nè. Hôm nay là bạn Vera này sẽ làm ở cái khâu là bồi bàn đó. Thì như mình đã nói rồi, bạn học quản lý bạn phải làm tất cả, bạn phải biết tất cả những gì ở trong cái nhà hàng nó có cái gì bạn phải biết hết, nó làm cái gì bạn biết hết, bạn phải nắm vững hết nhé. Bạn còn phải dạy lại cho người ta mà. Thì việc đầu tiên là bạn ấy phải thay đồng phục đó. Thì người ta yêu cầu là làm cái nghề này là y phục nó phải chỉnh tề ha. Thì bạn ấy mới chào các cái chị đồng nghiệp là bạn nói há Vaskip Neuheuter đó. Mình nghĩ các bạn học tiếng Đức các bạn hiểu nha. Vaskip Neuheuter. Đấy. Tức là bạn ấy đầu tiên vào bạn ấy sẽ hỏi các chị các cô đồng nghiệp là có gì thay đổi không, nghĩa là ở công ty họ có cái thay đổi cái gì mới không. Đấy. Thì thường các công ty các cái chuỗi nhà hàng có những gì mà thay đổi mới trong cái quy định và trong cách làm việc thì họ sẽ thông báo xuống. Đấy. Việc đầu tiên bạn ấy vẫn là đang học nghề mà bạn ấy phải hỏi là có gì thay đổi mới không. Ha. Thì người ta nói tiếp là với 11 cửa hàng Maxi Auto Hub đó, là tên của cái chuỗi nhà hàng này đó, họ có những quy định chung nè, công thức chung nè, trong nấu nướng nè, trong phục vụ nè, trong trang trí nè, vân vân. Đấy, thì giống như McDonald's thôi, giống như Starbucks nè, cũng giống như cà phê Trung Nguyên nè, là những cái chuỗi là lúc nào họ cũng có như mình vừa nói ở phía trên đó, là tất cả nó đều giống nhau, nó là một cái chuỗi mà nó đều giống nhau ha, giống như một khuôn đúc ra ha. Bạn ấy
cùng trao đổi với nhân viên và những thông báo mới, những quy định mới của công ty đó, bạn trao đổi với cái người đó. Sau đổi xong thì bạn ấy bước qua khu nhà hàng đó. Thì bạn nói, bạn chào những người khách là hello Susamen, dịch ra tiếng Việt mình là xin chào tất cả ha. Xin chào tất cả mọi người. Đáp trên Kansai, tức là bạn hỏi hai cái người ngồi đó đó là họ có muốn uống gì không đó, mà tiếng Đức người ta hỏi lịch sự như vậy á. Thì ở dưới người ta bắt đầu người ta nói tiếp nè, những chuỗi nhà hàng đó, rất nhiều đó, những chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh đó, người ta tổ chức là tự phục vụ đó. Tức là bạn đến cửa hàng chủ nhà hàng thức ăn, bạn tự tới lấy thức ăn, lấy nước uống rồi bạn về bàn bạn ngồi, chứ không phải là đi mình vào trong cửa hàng. Đi ăn nhà hàng thì mình ngồi đó có người bưng tới, còn cửa hàng thức ăn nhanh là người ta tiết kiệm cái phần đó, cho nên cái giá thành người ta nó giảm xuống, nó bình dân hơn. Nhưng mà ở đây thì bạn cũng ra bạn phục vụ đấy, bạn ấy hỏi nhu cầu của khách hàng để phục vụ nó nhanh hơn đó. Bạn ấy đang thực hành việc phục vụ khách hàng, giải quyết yêu cầu, đôi khi khiếu nại khó chịu của khách đó. Những cái khiếu nại, những khó chịu mà khách họ phàn nàn đấy, bạn ấy phải luôn niềm nở. Thì bạn ấy tâm sự là nhiều khi mình bực lắm, mình khó chịu lắm chứ khách hàng họ khiếu nại, họ này nọ, họ kiếm chuyện gì đó. Bạn nói mình phải bực lắm chứ, nhưng mà phải bỏ qua, quên đi và tiếp tục công việc. Luôn luôn là phải niềm nở. Đó, bạn ấy tâm sự như vậy. Rồi đó là buổi sáng khi bạn ấy vào ca. Rồi tới buổi chiều ở khu nhà bếp đó, sáng bạn ấy làm ở phục vụ ngoài, bây giờ chiều bạn ấy chui vô bếp cho bạn đó. Về ra không có đầu bếp, mà bạn phải ấy phải tự nấu nó. Chủ nhà hàng khách sạn thức ăn nhanh là họ không có đầu bếp riêng như nhà hàng kia, hoặc là như McDonald's thì không phải đầu bếp riêng mà những người làm ở trong họ nấu luôn nha, không phải đầu bếp trưởng hay bếp phó gì như là cái nhà hàng lớn bình thường ha. Thì bạn Vera này bạn ấy cũng phải tự nấu luôn. Việc này là có trong chương trình đào tạo, bạn ấy phải học nấu hầu hết những món ăn có trong thực đơn. Đấy, thì chúng ta nhìn thấy bạn ấy cầm cái thực đơn lật lật, và trong mỗi thực đơn đều có in cái hình để trình bày cái món ăn và những dòng chữ là người ta viết là cách nấu nướng, bỏ cái gì, rau rác đồ đủ thứ, tức là người ta sẽ ghi hướng dẫn để cách để mình thực hiện cái món ăn đó. Bạn ấy nói là làm cả tháng trời á, thì học viên có thể tự nấu được hết những cái món trong này ha. Thì chúng ta thấy là cái dĩa thức ăn ngon lắm ha, là có thịt lăn bò chiên nè, rồi có trứng ấp la nè, có đậu que xào nè, có xà lách cà rốt nè, có hành tươi mà xào, hành phi xào ha. Chúng ta thấy cái đĩa ăn nó ngon lắm ha, nhưng mà ăn nó khô lắm các bạn, nó không ăn như mình ăn quen thì mình thấy cũng được thôi, nhưng mà ăn hoài á nó khô, người mình nó khô lắm. Ở bên này á, người Đức không có ăn canh đâu nha các bạn, họ không ăn canh, họ ăn khô vậy rồi họ uống nước, uống bia, uống cola, uống nước ngọt vậy thôi, không có ăn canh, họ không có thói quen đó, họ cũng không biết món canh là gì đâu, họ chỉ biết ăn món súp thôi đó. Họ luôn luôn là ăn khô xong rồi uống nước. Thì cái bạn cũng nhìn thấy cái món ăn của Đức nó như vậy đó. Nấu xong thì bạn lại dành thời gian qua học cách tổ chức đó. Tức là một ngày bạn ấy học liên luồng liên liền ở các khâu luôn. Học ngành này bạn sẽ học làm tất cả từ phục vụ nè, nấu nướng nè, làm văn phòng, tức là bạn phải làm sổ sách giấy tờ nè, do đó bạn phải học cả tính toán nè, rồi học về kinh tế xí nghiệp đó, để biết là
Mình học quản lý mà mình mới biết là cái tháng này nó lời lỗ thế nào. Nếu mà có doanh thu nó sụt giảm thì mình phải có biện pháp nha các bạn. Đó, người ta dạy mình kỹ lắm. Mình đã từng nói nước Đức không đào tạo thì thôi, đào tạo thì tới nơi tới chốn nha, bạn sẽ học không có còn chỗ nào để mà phải thắc mắc nữa nha. Học hết á, học đầy đủ hết á. Đó. Có bạn mà thích học á, thì nó vô ngon lắm á, nó vô nha, mình thấy hứng thú lắm nha. Bây giờ qua tiếp tờ thứ năm tới 10 tờ nha các bạn. Chắc phải 3 video, bây giờ 15 phút rồi đó. Rồi bây giờ tới phần nội dung đào tạo nè, là bạn làm việc ở nhà bếp, rồi bạn làm việc ở khâu phục vụ. Thứ hai là bạn phải học đặt hàng và nhận hàng, bạn là người quản lý bạn phải làm hết nhé. Bạn phải kiểm tra là hàng thiếu cái gì, cần đặt ngày mai hàng gì nhé. Rồi khi hàng tới là bạn là người đặt hàng mà phải ra và nhận hàng, kiểm tra coi có đủ không đó. Để làm gì? Để phục vụ, đó là nguyên liệu cho ngày hôm nay sản xuất ra món ăn ha, thì phải đủ. Thứ ba là bạn phải học hỗ trợ nhân lực, bạn được học là hỗ trợ nhân lực, quản trị nhân lực. Bây giờ mình giải thích thêm phần này nha. Tức là bạn là một người quản lý, nhưng bạn cũng sẽ là một người làm luôn. Ví dụ ngày hôm đó bạn bố trí là như cửa hàng kia là tới 80 nhân viên một ngày, chẳng hạn bố trí 10 nhân viên làm ca sáng, 10 nhân viên làm ca chiều và 10 nhân viên làm ca tối chẳng hạn. Thì bây giờ ca sáng đó, ví dụ hôm đó bố trí là 10 nhân viên, nhưng mà có một nhân viên họ bệnh đột ngột đấy, thì bạn gọi ngay một nhân viên khác nhảy vô thế thì họ chưa tới kịp chẳng hạn đó. Thì trong lúc đó là bạn phải nhảy vô bạn làm, hoặc nếu mà không có một nhân viên nào có thể mà hôm đó thay thì cả ngày cả nguyên cái ca đó bạn phải thay cái nhân viên bị bệnh đó, bị vắng mặt đó đó. Thì cho nên người ta mới nói là bạn phải hỗ trợ nhân lực, hoặc là hôm đó 10 nhân viên đều đi làm đủ nhưng mà bỗng nhiên khách hôm đó nó đông quá, bạn gọi tiếp một nhân viên khác tới người ta không tới được, thì bạn phải là nhân lực hỗ trợ đó. Hỗ trợ những cái khâu nào mà không làm kịp bạn phải nhảy vô bạn làm. Bạn học nghề này á, mình đã nói rồi, tất cả những khâu bạn phải đều biết, bạn phải làm thuần thục hết, thiếu chỗ nào bạn lắp chỗ đó. Thì lương bạn nó phải cao đó, nhân công ty nó phải có cái đãi ngộ cho bạn, đương nhiên là tiền nào của nấy mà ha. Rồi đó, tức là bạn sẽ được học là hỗ trợ nhân lực, quản lý nhân lực ha. Rồi bạn sẽ được học là, đây là đang nói về nội dung đào tạo đó, người ta hiện lên đó, như mình thường nói là cái trang vàng và cái dòng chữ đó. Bạn sẽ kiểm tra giá cả, chi phí. Ví dụ như là bạn sẽ xem là giá mua, cái này mình nói thêm nha, người ta chỉ nói là bạn kiểm tra giá cả chi phí thôi, nhưng mình giải thích thêm để bạn khỏi thắc mắc. Ví dụ khi mà mình nhập hàng vào á, thì mình phải cầm có tờ dẫn đơn của họ, tờ hóa đơn của họ mình phải nhìn nè, đó. Giá mình đã thỏa thuận với họ, họ có giữ đúng như vậy không? Nó họ giữ đúng như vậy không? Mình cũng nói rồi, tư bản mà. Họ chào giá mà họ chào giá thấp, khi họ viết hóa đơn, họ viết hóa đơn giá cao. Đó, thì bạn phải kiểm tra. Họ viết sai là bạn phải gọi điện ngay, bạn phải phản ánh liền. À, họ vẫn có quyền ăn gian mình đừng có tin tưởng họ đâu quá. Nhưng mà thường là họ không dám ăn gian đâu, họ có thể họ viết 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 lộn nha các bạn. Đấy, họ ăn gian họ mất uy tín sao, họ cung cấp được cho hãng mắt Luna 1.300 cửa hàng, họ không dám làm bậy đâu nha. Họ làm bậy là mắt Luna cắt hợp đồng với họ là họ mất một khách hàng lớn á. Nhưng mà dù vậy mình học là quản lý, mình vẫn không phải kiểm tra đó, bạn sẽ được học đó. Đó là mình nói đó là kiểm tra giá cả chi phí, là bạn phải coi chi phí là điện ga nước mà chẳng hạn là nó có tăng giảm như thế nào không đó, mình phải coi là người ta nói về nội dung đào tạo đó. Mình nói thêm để bạn biết là khi nào bạn qua bạn học thì bạn sẽ biết thôi nha, mình nói thêm để bạn có thể mường tượng được một chút. Rồi bây giờ là người ta thay đổi địa điểm, bây giờ chúng ta sẽ đến một cái sân bay cũng là kiểu chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh, nhưng mà bạn xem rồi đó, một chuỗi là làm ở trong thành phố McDonald's, một chuỗi là làm
ở trên trạm dừng chân trên đường cao tốc. Bây giờ là chúng ta sẽ xem đến một chuỗi là làm thức ăn, thực phẩm cung cấp cho các hãng máy bay đó. Chúng ta thường bay trên máy bay rồi chúng ta được phục vụ món ăn. Bây giờ chúng ta sẽ hiểu là món ăn này từ đâu ra. Đó. Chúng ta sẽ nhìn thấy món ăn từ đâu ra nha các bạn. Thì đây là chúng ta thấy là đây là một công ty con của hãng Lufthansa. Hãng Lufthansa là hãng máy bay lớn của Đức, giống như Vietnam Airlines của mình vậy đó ha. Thì nó có một công ty con chuyên cung cấp thức ăn cho nó để nó tiết kiệm được chi phí, chứ mà thuê công ty khác là người ta lấy phí cao các bạn. Thì công ty này là công ty Electric Sky Check nha. Thì người ta nói là ở sân bay München á, người Việt Nam người là sân bay Munich á. Ở bên Đức người ta gọi là München. Thì có 250 chuyến bay cất cánh mỗi ngày, như vậy là cái hãng này á, nó phải cung cấp rất là nhiều suất ăn. Tất nhiên đây là một kho hàng lớn, đòi hỏi phải có người chuyên nghiệp mới quản lý được. Và người đó phải được qua đào tạo, thì người đó chính là cậu Chen Tron. Cậu này 29 tuổi. Cậu ấy phải có kiến thức tổ chức logistics, tức là logistics tức là tổ chức là vận tải chuyển nhận nhập hàng hóa đó các bạn. Đó, người ta gọi là logistics đó. Thì mới là tổ chức làm được cái việc này. Đó. Thì các bạn thấy là có bạn ấy vào rửa tay, thì người ta nói là cái nghề này, nghề ăn uống này á, là những người làm trong cái ngành này á, là phải có giấy xác nhận của sở y tế là không có bệnh truyền nhiễm, tại vì nếu mà người ta có bệnh truyền nhiễm á thì thức ăn á, cung cấp cho 250 chuyến bay nó truyền cho hành khách khác là mệt lắm ha. Thì cái phần trên mình quên nói là hơn 90.000 hành khách bay một ngày ở cái sân bay München này đó. Đó, người ta có nói đó, cái đoạn trên đó có 250 chuyến bay và hơn 90.000 hành khách một ngày, phục vụ cho 90.000 hành khách bay nha bạn. Xong rồi á, bạn ấy rửa tay xong thì bạn ấy mới vào xem. Bạn ấy vào cái mà cái người họ ngồi họ quản lý á, họ coi coi là bao nhiêu sức ăn. Bạn ấy phải coi là bao nhiêu sức ăn cho người lớn nè, rồi cho trẻ em là bao nhiêu sức. Đấy. Thì bạn ấy đã được học qua trường cao đẳng chuyên nghiệp về chuỗi nhà hàng công nghiệp thức ăn nhanh rồi, công nghệ nhà hàng thức ăn nhanh rồi. Thì bạn ấy kể là bạn ấy rất là thích quan tâm những vấn đề của cái ngành mà bạn ấy đã được học. Bây giờ chúng ta vào cái phân xưởng sản xuất. Phân xưởng này sản xuất đến 48.000 suất ăn một ngày các bạn ấy. Cái sân bay nó bay là 90.000 khách một ngày, nhưng mà ở đây cái xưởng này sản xuất là 48.000 suất ăn một ngày, tại vì á có những đường bay ngắn người ta không cần ăn nha, còn những đường bay dài thì mới ăn, chứ bay mới cất cánh lên chừng 1 tiếng 2 tiếng hạ cánh rồi ăn gì. Người ta phát cho cái bánh ngọt những ly nước là hết rồi, hoặc là những hãng máy bay giá rẻ thì cũng không có cần suất ăn đó. Thì ở đây sản xuất 48 suất ăn một ngày, cả những món ăn đặc sản cho hãng thương gia, cho hãng nhất của hãng máy bay đấy. Ở đây cấp hàng cho 25 hãng máy bay, mỗi hãng có một cái yêu cầu riêng, cho nên là món ăn nó cũng khác nhau. Tất cả phần ăn cho khách bay đều là giống nhau cả. Đó. Mỗi hãng này có phần riêng, nhưng mà đã một cái hãng chẳng hạn hãng máy bay Vietnam Airlines thì các suất ăn nó đều giống nhau. Đó, ý người ta nói chỗ này như vậy.
Các bạn chờ bạn chút nha. Mình đang tìm cái trang số 6 nó rớt đâu ạ. Rồi mình đã tìm thấy nó rồi, mình nói tiếp. Phần ăn được đưa vào ngăn bảo quản và sẽ được tự động đưa vô kho chứa. Các bạn nhìn thấy họ đưa vào cái kho đó ha, rồi cái là họ đưa không, họ đưa vào một cái nhà mình gọi là cái gì ta, một cái thùng chứa đó các bạn. Xong rồi cái thùng chứa đó sẽ được đưa vào kho và từ đây họ sẽ đưa thẳng ra máy bay. Thì khi mà đưa vô kho chứa thì cái bạn chain này á, bạn ấy sẽ phải kiểm tra coi là có đủ chưa, đủ sức ăn chưa. Hả? Bạn ấy đang kiểm tra sức ăn cho một chuyến bay đến New Delhi, Ấn Độ. Thức ăn sẽ được đẩy ngay lên máy bay. Đấy. Và lúc này á, thì lại có một hành khách là họ lấy cái vé chót các bạn. Là giờ nhà mình gọi là vé mà vé vét vét hết còn cái vé cuối đó, cho nên nó là phải là thêm một suất ăn nữa. Cho nên là bạn thấy là có một cô cầm cái suất ăn thêm vào, bạn ấy nói là đủ rồi bỏ vô đó, để chứ không người này họ sẽ không có được ăn ha. Bạn ấy nói là cái vấn đề này phải được giải quyết trước thời điểm mà ấn định là máy bay cất cánh ha, và nó đã được giải quyết xong. Bây giờ người ta nói qua là khó khăn thách thức của ngành này. Bạn thấy á, mình là bây giờ là 2 giờ sáng rồi, nãy giờ là mình làm gần 1 tiếng rồi, cho nên là bạn thấy hôm nay mình làm là nó không có được là gàng lắm, nó lung tung, là mình cũng mệt. Mình làm cái ngày nay mệt, giờ 2 sáng mình chưa ngủ, mình làm tiếp đây, và chắc có phải là một video nữa. Bây giờ là phút thứ 28 rồi, đã hiệp 2 rồi, đây là đang hiệp 2, chắc phải thêm hiệp phụ nữa. Bây giờ người ta nói là khó khăn thách thức của ngành. Thứ nhất là làm ca, làm cả ngày cuối tuần. Đấy. Thì giống như lái tàu hỏa thôi. Đấy. Cho nên mình nói là lái tàu hỏa vẫn là số 1 nha. Lương cao mà học khỏe nha. Làm đơn giản hơn mấy cái nghề này nha. Nghề này làm lia lịa đó. Làm ca, làm cả ngày cuối tuần, làm cả ngày nghỉ. Đương nhiên là các bạn không phải là ở Đức quy định rồi. Một tuần bạn chỉ làm 40 giờ thôi, không có làm thêm nữa. Đó. Nếu làm thêm nữa chủ phải trả thêm tiền. Đó. Mà nếu chủ bắt làm thêm bạn có quyền từ chối. Đó. Vì gì là nhà nước Đức quy định như vậy rồi, để bảo đảm cái sức khỏe cho bạn. Cho nên dù nó làm ca, làm kiếp, làm mấy đi nữa, nếu bạn thích kiếm tiền thì bạn có thể làm thêm theo chủ yêu cầu. Còn không thích bạn có thể nói chủ là
thôi tôi không làm thêm đâu, tôi đuổi rồi nha, thì chủ không có quyền ép, nhưng bạn không phải sợ. Bạn nói là làm ca làm kiếp là cả ngày lễ chủ nhật, người ta không thể bắt là bạn làm từ thứ hai cho tới chủ nhật. Nếu mà làm như vậy á, thì chủ phải cho bạn nghỉ bù 2 3 ngày đó, nghỉ bù cái số giờ bạn làm thêm, hoặc là phải trả lương thêm nếu bạn thích. Bây giờ video nó ngắt nha bạn, bây giờ mình làm tiếp video thứ ba nha, tạm biệt, bây giờ mình bước sang video thứ ba.